Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của công ty cà phê Lyon. Có nhiều anh chị đang kinh doanh cà phê pha máy và đang tìm một loại cà phê pha máy ngon. Thì trong cái clip này tôi sẽ chỉ cho anh chị những cái thủ thuật, những cái kinh nghiệm từ phía công ty cà phê Lyon để anh chị tạo ra một ly cà phê pha máy ngon cho mình. Thì trước mắt của chúng ta đây đang là những cái dĩa. Thì tôi sẽ đi về cái đặc tính của từng vùng cà phê pha máy trước, rồi sau đó về kỹ thuật rang. Rồi sau đó tôi sẽ chỉ cho anh chị những cái thủ thuật tiếp theo. Thì đặc tính của từng vùng cà phê pha máy là như thế nào? Thì thông thường thị trường hiện nay họ hay cung cấp cho mình 100% loại hạt cà phê Robusta. Thì tức là cái loại cà phê như thế này nè anh chị. Đó, cái dĩa này, đây cái dĩa này là 100% Robusta. Thì loại Robusta này là loại cà phê chỉ mang cái hương vị đắng thôi, đắng đậm thôi, nó không có mang hương vị thơm. Đó, vì thế nó sẽ tạo cho cái cà phê pha máy của anh chị chỉ có một cái vị duy nhất là vị đắng đậm. Thì theo kinh nghiệm của Lyon thì anh chị nên phối thêm thành phần cà phê Arabica ở trong đây. Thì bên cái cạnh dĩa này của tôi đây là thành phần Arabica. Thì Arabica là một hương vị mang cái đặc tính là thơm cho cà phê. Thì khi mà một cái gu cà phê pha máy của Lyon thì thông thường sẽ phải trộn hai loại tỷ lệ 80 Robusta và 20 Arabica để cho mình có một cái hài hòa trong cái gu cà phê pha máy đó. Thì nếu như giả sử như là một cái đơn vị cung cấp mà chỉ cung cấp cho mình 100% Robusta là loại này đó, thì chắc chắn là họ thì cái cà phê của anh chị chỉ có một loại duy nhất là vị đắng thôi, nó sẽ không có thơm ngon được đó. Túm lại thì khi mà anh chị tìm một đơn vị nhà cung cấp, anh chị phải tìm được đơn vị nào cung cấp phải phối trộn hai thành phần tỷ lệ là Robusta và Arabica lại với nhau. Thứ hai, về cái kỹ thuật rang thì trước mắt của chúng ta đây là ba dĩa cà phê. Thì cái dĩa ở giữa này, tức là dĩa này là rang theo kiểu medium, tức là rang vừa, màu nâu cánh gián, thể hiện rõ là hạt cà phê nó không bị bóng hay là bị không có màu đen đậm đó. Thì cà phê pha máy khi mà đi qua nước sôi với nhiệt độ gần như bốc hơi là 94 độ C thì yêu cầu kỹ thuật rang là phải rang vừa thôi, không có rang đậm quá. Khi mà anh chị rang đậm như thế này là bên cái dĩa này, nếu anh chị thấy hạt cà phê của nhà cung cấp mà họ rang đậm như thế này thì khi mà anh chị chiết xuất ra cái cà phê pha máy thì nó sẽ bị khét nha anh chị đó. Còn nếu mà anh chị rang theo kiểu medium thế này đó, rang theo kiểu này thì cà phê sẽ không bị khét và nó sẽ trung hòa được cái vị của mình đó. Nó rất là mộc mạc khi mà anh chị rang cái nhiệt độ thế này. Cái thứ hai là về cái kỹ thuật rang là anh chị không được tẩm ướp bất cứ bơ hay là hương liệu nào hết trong suốt quá trình mà mình làm cà phê pha máy. Thì cái dĩa này anh chị có thể thấy nè, nó có những cái lớp bóng thế này đó, mình sẽ thấy như thế này, nó có một cái lớp bóng thế này, lớp bóng và nó sẽ có một cái mùi hương liệu, không phải hương vị mộc mạc của cà phê. Thì cái cà phê này là đã tẩm ướp rồi thì mình sẽ không xài cà phê pha máy khi mà mình sử dụng cái hạt này nha anh chị. Nó sẽ làm cho hư máy và nó sẽ làm cho cái hương vị cà phê pha máy bị biến đổi đi, nó không còn ngon như lúc ban đầu. Thì anh chị có thể để ý nè, cái sản phẩm cà phê pha máy là cà phê rang mộc 100% và không tẩm ướp bất cứ hương liệu hay hóa chất nào hết. Nó sẽ khô rang, khô ráo như thế này, đó, nó sẽ khô như thế này đó. Thì tôi túng gọn lại về kỹ thuật rang là như thế vậy. Còn bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái cách pha, làm sao cho pha một ly cà phê pha máy ngon. Thì về kỹ thuật pha cà phê pha máy thì anh chị muốn pha ngon thì anh chị phải hiểu được cách xay, cái về vấn đề về độ xay, cách nhấn đó. Thì khi mà anh chị hiểu về cách xay và cách nhấn tamper này thì khi mà mình chiết xuất cà phê ra nó mới đậm được. Thì cho dù nhà cung cấp có đưa cho anh chị loại cà phê rang đúng chuẩn, được phối trộn bởi rô với ai đầy đủ hết, nhưng anh chị không biết cách pha cà phê thì nó cũng không ngon được đó. Thì tôi sẽ làm ví dụ trong cái clip này, tôi sẽ demo cho anh chị cái ví dụ cà phê pha máy để cho anh chị xem nhé. Đầu tiên mình sẽ lấy một cái lớp bột cà phê vào tay cầm. Rồi sau đó thì tôi sẽ trải đều cái lớp bột cà phê này trên bề mặt của tay cầm. Anh chị để tamper vuông góc với mặt bàn và mình sẽ nhấn mạnh một lực vừa đủ.
Anh chị có thể để ý là lớp bột cà phê nó đã được trải đều trên bề mặt này. Rồi sau đó mình sẽ bỏ tay cầm này vào họng máy pha cà phê. Và mình sẽ bỏ một ly cà phê vô. Anh chị để ý cái dòng chảy lớp rama nha anh chị. Cái dòng chảy này nó sẽ thể hiện được cái chất lượng cà phê pha có ngon hay không. Dòng chảy mà dày, kẹo, sợi mỏng thì nó sẽ là tiêu chí cần để mình làm ra một ly cà phê ngon nha anh chị. Đó, anh chị có thể để ý nè, nó rất là kẹo và sợi mỏng, nó không bị loãng, không chảy ào ào ồ ai nhé. Thì những cái cách pha cà phê hay là cà phê pha máy thì công ty chúng tôi sẽ phân phối cho mình hết nếu như anh chị quan tâm tới thương hiệu Leon Coffee đó. Ngoài cái việc mà cách pha ra, còn một cái lưu ý nữa là cái máy pha cà phê này nha anh chị, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cà phê pha ra. Anh chị sử dụng những máy pha cà phê có bộ mặt là vi xử lý nhân tạo ok, thông minh, nó sẽ tốt hơn cho những chiết xuất cà phê, nó sẽ ngon hơn nha anh chị đó. Thì trước mắt của chúng ta đây là rất là nhiều sản phẩm cà phê pha máy của công ty cà phê Leon. Đây là cái sản phẩm số 2 và đây là cái sản phẩm số 1. Thì sản phẩm cà phê pha máy của Leon sẽ có mức giá là tầm 150 nha anh chị. Mình 1 ký mình pha được 60 ly. 1 ký này mình sẽ pha được 60 ly đó. Thì khi mà anh chị quan tâm tới cà phê pha máy hay tới máy pha hay bất cứ cái gì liên quan tới cà phê pha máy, hãy comment số điện thoại hoặc đặt câu hỏi trực tiếp ở phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho mình một cách tốt nhất. Hoặc anh chị có thể gọi vào số điện thoại hotline của phía công ty 1800 9450 để được Leon Coffee tư vấn. Xin cảm ơn các anh chị theo dõi chương trình này.